Tiền sản giật là bệnh lý liên quan đến thai nghén ở phụ nữ, có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề cho mẹ và thai nhi nếu không được điều trị kịp thời. Tình trạng này có liên quan mật thiết đến việc huyết áp tăng cao khi mang thai. Tuy nhiên, nhiều mẹ bầu vẫn chưa biết những dấu hiệu biểu hiện của bệnh lý này để có cách chữa trị kịp thời. Hãy cùng tham khảo ngay 7 dấu hiệu sau nhé! 1. Sưng ở mặt hoặc tay. Trong thời gian mang thai, nếu mẹ bầu bị sưng ở mặt, đặc biệt là quanh mắt hoặc tay thì hết sức cần lưu tâm. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên, việc mẹ bầu bị sưng ở chân hay các phần khác còn lại của cơ thể thường không có gì đáng lo ngại. 2. Tăng cân đột ngột nhanh chóng. Trong thời gian bầu bí, mức độ tăng cân của các mẹ bầu sẽ diễn ra tương đối chậm và đều. Thế nên nếu nhận thấy mình tăng cân quá nhanh, 1,5 đến 2 cân một tuần hoặc 5 cân một tháng mà không có nguyên do cụ thể, hãy đến bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám và đánh giá tình hình. 3. Tầm nhìn thay đổi hoặc mất thị lực. Tầm nhìn thay đổi và mất thị lực là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm trong thai kỳ không nên bỏ qua. Do đó, nếu mẹ bầu bỗng dưng nhận thấy mình bị hoa mắt hay nhận thấy có các đốm sáng trong tầm nhìn hoặc bị mất thị lực, hãy thông báo cho người thân biết để được đưa đến bệnh viện ngay. 4. Buồn nôn và nôn mửa đột ngột. Nếu bạn đã trải qua giai đoạn nghén và đã hết nôn ói nhưng lại bỗng có cảm giác buồn nôn hay nôn mửa thì nên chú ý. Buồn nôn và nôn mửa đột ngột có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp hội chứng bệnh lý tiền sản giật khi mang thai. 5. Đau bụng trên. Bạn có cảm giác bị đau bụng trên nhưng nguyên nhân không phải do ợ nóng, càng không phải là do bé chòi đạp. Hãy lưu ý vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo tiền sản giật. Hãy đến bệnh viện nếu cơn đau không thuyên giảm trong thời gian ngắn. 6. Khó thở. Nếu bạn bỗng dưng thở hổn hển, cảm thấy khó thở, thở hụt hơi, hãy đến bệnh viện để được chăm sóc kịp thời. Việc bỗng dưng khó thở có thể là một dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe thai kỳ vô cùng nguy hiểm. 7. Đau đầu dai dẳng. Thực tế là có không ít bà bầu bị đau đầu khi mang thai, một số người bị đau đầu thường xuyên hơn so với người khác. Trong trường hợp bạn bị một cơn đau đầu tấn công và đã uống thuốc giảm đau nhưng không thấy bớt, hãy liên hệ với bác sĩ để được khám và kiểm tra vì rất có thể đây là một dấu hiệu của tiền sản giật. Trên thực tế, khi mang thai, cơ thể các mẹ thường sẽ có rất nhiều những thay đổi và gặp các vấn đề về sức khỏe khác nhau. Nên việc xác định các dấu hiệu của bệnh lý tiền sản giật cũng có thể sẽ bị nhầm lẫn với các triệu chứng khác. Vì vậy, tốt nhất, các mẹ hãy chú ý theo dõi sức khỏe thường xuyên và khám thai định kỳ. Hãy tìm gặp bác sĩ để có được những lời khuyên chính xác nhất khi cảm thấy bất cứ vấn đề gì không ổn trong thời gian mang thai. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!